zombie apocalypse. Mới đây, tân thần Liêu Đại Hiệp hé lộ cảnh quay đầu tiên. Người hâm mộ chính thức được thấy Dương Quá Tiểu Long Nữ trên phim trường và ngó qua cổ mộ. Đoàn làm phim Tân Thần Liêu Đại Hiệp mở cửa phim trường ở Hoành Kiếm, Chiết Giang cho báo giới và chính thức ra mắt đoàn làm phim. Sau những tranh cãi ban đầu, Thần Liêu Đại Hiệp đang được người hâm mộ đặc biệt chú ý. Đây có thể coi là thành công của Vũ Chính khi liên tiếp tạo sóng gió quanh bộ phim. Tân Thần Liêu Đại Hiệp năm 2021 khiến khán giả tò mò về loạt tình tiết đi ngược với cốt truyện. Thần Liêu Đại Hiệp là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển và rất thân thuộc với người Việt. Dù vậy, đạo diễn của bộ phim này đang có dự tính làm mới và biến nó thành một bộ phim dày đặc drama hơn cả Hướng Dương Ngược Nắng. Chính điều này đã khiến các tác phẩm của Kim Dung luôn là mục tiêu để các đạo diễn có thể vắt sữa liên tục bằng những cải biên và làm mới lại dàn diễn viên. Có những tác phẩm được đón nhận, nhưng cũng có những tác phẩm vấp phải sự phản đối gay gắt vì nội dung quá khó hiểu. Cải biên khiến người xem khó chịu nhất có lẽ là hình ảnh của Quách Tĩnh và Hoàng Dung và chuyện tình của họ. Giờ đây, Lý Mặc Sầu, sư tỷ của Hoàng Dung và là đồ đệ của bố cô sẽ đóng vai Chu Hết Đầy để quyến rũ chàng trai Tĩnh Nhi ngờ người kia. Quách Tĩnh sẽ được diễn viên Thiệu Binh thủ vai, trong khi Hoàng Dung do Cung Bội Bật và Lý Mặc Sầu do Mao Lâm Lâm diễn xuất sẽ hứa hẹn loạt drama bắt ghen đình đám ngay trên Tân Thần Liêu Đại Hiệp. Chưa dừng lại ở đó, Doãn Chí Bình, nhân vật nổi tiếng khắp cõi mạng nhờ những meme và thành tích khiến Dương Quá đổ vỏ, sẽ tiếp tục gieo sầu cho cô. Cuối phim, cả hai lại có màn quyết đấu để giành sự yêu thương của Tiểu Long Nữ, và trận chiến này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn với kết cục gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Trường Tam Phòng xuất hiện sớm hơn trong truyện và thầm yêu Quách Tường. Cả hai cùng nhau hành tẩu giang hồ và có nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm với nhau, và sẽ có cảnh Trường Tam Phòng khóa mồi Quách Tường. Độc Cô Cổ Bại vẫn còn sống. Nếu như trong các phiên bản trước Độc Cô Cổ Bại đã chết, thì trong phiên bản 2021 này, ông vẫn còn sống, dạy kiếm thuật và luận kiếm, luận anh hùng với Dương Quá. Ngay lập tức, những lời giới thiệu về Tân Thần Liêu Đại Hiệp được đưa ra, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu họ đang xem phim võ thuật hay xem phim drama như Hướng Dương Ngược Nắng nữa.
Theo thông tin mới nhất mình vừa cập nhật thì bộ phim sẽ có thời lượng khoảng 50 tập và sẽ được lên sóng vào tháng 7 năm 2021. Cuối cùng, nếu thấy video hay, hãy để lại một nút đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng nó lại là nguồn động lực để giúp mình ra nhiều video hơn.